xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Giải Mã Sắc Đẹp. Nếu như quý vị là tín đồ của các loại mỹ phẩm hay là việc chăm sóc sắc đẹp thì chắc hẳn là quý vị sẽ không tránh khỏi có những lúc lo lắng về tình trạng dị ứng mỹ phẩm. Những tổn thương do tình trạng này gây ra sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta trong quá trình giao tiếp, và ngoài ra cũng gây những tổn thương cho da cũng như là những nguy hại về sức khỏe. Và ngay bây giờ, chúng tôi kính mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của nhân vật trong chương trình ngày hôm nay. Chào mọi người, tôi tên là Cẩm Viên, tôi là nhân viên tư vấn. Trong công việc của mình thì thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, cần phải có ngoại hình và một làn da đẹp, nhưng mà như vậy thì thực sự là không được. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái thời điểm cách đây 6 tháng khi mà lần đầu tiên tôi gặp bạn Viên. Thì sau khi đánh giá, kiểm tra, thăm khám cho bạn thì tôi nhận thấy trong các loại phân độ về mụn thì tình trạng mụn của bạn thuộc nhóm mức độ rất là nặng, thì đòi hỏi bạn cần phải kiên trì và có cái thời gian điều trị rất là dài thì mới mong đạt được cái kết quả cao. Trước khi biết đến những công nghệ hiện tại bây giờ thì tôi cân nặng là 60kg. Tôi đi được quần áo thì rất là khó khăn. Quần mặc vào thì không có size của mình, áo thì mặc vào thì nó chật phần này chật phần kia. Khi đi làm việc thì ai cũng mong muốn mình có một ngoại hình để mình được tự tin hơn. Thì trong cái tất cả về ngoại hình phụ nữ thì có vòng 2 rất quan tâm. Tuy nhiên rằng trong quá trình phát triển cơ thể mỗi người có sự khác biệt. Có một số người ta ăn bình thường, không cần tập luyện, cơ thể vẫn rất là đẹp. Có một số người ăn kiêng, nhưng mà tại sao cái hiện tượng mập phì đại rất là lớn mà người ta đã cố tập luyện tất cả mọi phương pháp, hoặc là nó vẫn không thể cải thiện được vòng 2. Người ta thường nói một người con gái đẹp phải là nhất dáng nhì da, nhưng mà vừa vóc dáng vừa làn da tôi thì không có cả hai. Nhiều người nói tôi là viên mụn hoặc là viên sẹo, viên rỗ, rất là buồn, một hai lần có thể cho qua được, nhưng mà rất là nhiều người nói thì thật sự tâm trạng rất là đi xuống. Buồn bực cũng có, rồi khóc cũng có, cho nên tôi quyết định đi tham gia chương trình. Đối với phụ nữ trẻ thì vấn đề đặt ra vấn đề là làm giảm mỡ bụng, thì đa là phần người ta khuyên nên dùng cái phương pháp nào không liên quan đến phẫu thuật, phương pháp nào nhẹ nhàng nhất, tức là người ta khuyên phải ăn uống đúng chế độ, ta khuyên nên tập luyện hết mức. Tất cả phương pháp nó không tác dụng rồi thì ta khuyên mới dùng cái phương pháp nào đơn giản hơn, hạn chế tối đa trường hợp can thiệp phẫu thuật. Trong trường hợp bạn Viên là cùng trẻ tuổi, thành bụng, mỡ vùng bụng trên, bụng dưới và eo và lưng cũng khá nhiều, mặc dù Viên đã có chế độ ăn kiêng, tập luyện nhưng mà không giảm được. Như vậy, hiện tại có một cái công nghệ đánh tan mỡ bằng laser. Đây là trường hợp hoàn toàn đánh tan mỡ không liên quan gì phẫu thuật hết. Dạ chào bác sĩ. Chào em. Thì sau khi 2 tháng mình đánh tan mỡ thì em thấy bây giờ trong em như thế nào? Dạ, sau 2 tháng đánh tan mỡ thì em thấy hiện tại mình thon hơn. Và mặc đồ quần áo thì thấy nó tự tin hơn trước rất nhiều. Em thấy em giảm được bao nhiêu ký sau khi làm cái liệu trình đó? Khoảng tầm 5-6kg bác sĩ ạ. Ngoài cái chuyện là sau khi mình liệu trình đánh tan mỡ để giảm lượng mỡ trong cơ thể thì em có kiêng ăn, em có tập luyện gì thêm không? Dạ, em cũng làm theo cái dặn dò của bác sĩ, là cũng có kèm theo chế độ ăn uống, kèm theo là tập thể dục thể thao cho nó săn chắc cái phần da hơn. Bụng là thấy cải thiện rõ nhất bác sĩ. Sau đó mình thấy cái đau đớn cái vấn đề gì không? Dạ không có đau. Thời gian đầu thì mình thấy nó hơi rem rem một chút, nhưng mà sau đó là hết. Trên cái bụng mình có xuất hiện những cái vết gì không? Không ạ. Đánh tan mỡ không phẫu thuật bằng công nghệ Scapsure, là cái máy Scapsure là máy dùng bước sóng laser Diode 1060. Cái bước sóng này sẽ đánh tan khối mỡ vùng những vùng bụng trên, bụng dưới, vùng eo, vùng lưng, là khối mỡ cứng mà cho dù mình tập luyện rất nhiều mà nó không tan đi. Thì Scapsure này sẽ đánh tan đi và tự cơ thể mình đào thải ra. Cái ưu điểm của máy Scapsure là sau khi mình đánh tan mỡ xong á thì trên thành bụng mình không có một dấu vết gì hết. Mình cũng không đau đớn, cũng không nghỉ ngơi gì hết, tức là công việc sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Đó là một trong những ưu điểm tốt nhất của công nghệ máy Scapsure bây giờ. Và sau 2 tháng khi mà sử dụng liệu trình Scapsure thì em muốn hỏi bác sĩ là sau này nếu mà em không sử dụng dịch vụ nữa thì không biết cái lượng mỡ đó có tái phát lại và nó có bị nặng hơn trước không? Bây giờ em nhìn này, em nhìn cái hình em đây, cái hình em trước và hình hiện tại thì có sự giảm rất rõ rệt về toàn thân. Thì khi mình nhìn thấy cái vùng bụng này, ở đây em đã tập luyện kiêng ăn nhưng nó không giảm. Thì Scapsure sau khi làm giảm hiện tượng đó thì không phải mỡ mình luôn luôn phát sinh lại,
Cho nên sau khi đánh tan mỡ và tự tiêu đi thì em phải có chế độ ăn phù hợp. Mình ăn uống điều độ chứ không phải ăn thoải mái. Thứ hai, mình cũng tiếp tục tập luyện. Cái ưu điểm của phương pháp này là sao? Là phương pháp đánh tan những khối mỡ khó tiêu và không liên quan gì phẫu thuật hết, không xâm nhập. Và nó chỉ phù hợp cho những trường hợp khối mỡ cứng, khối mỡ mức độ vừa phải, chứ không phải những trường hợp khối mỡ quá lớn, mình không thể làm được cái này đâu. Máy chỉ hỗ trợ cho mình làm tan giảm mỡ nhanh. Những vùng mỡ mình tập nó khó khăn không xuống được thì máy sẽ làm giúp chuyện đó. Nhưng mà quan trọng sau này chế độ ăn kiêng, mình vẫn ăn uống đúng chế độ, đừng ăn quá sức. Thứ hai, mình cũng là tập luyện. Chứ mình nghĩ xong mình làm mỡ xong mình ăn uống thoải mái, mình không tập luyện thì vấn đề phát sinh mỡ lại ai cũng bị hết. Đó là vấn đề quan trọng. Thứ hai, mình còn trẻ, tập luyện càng nhiều thì cái khả năng tái sinh mỡ rất là khó. Thứ hai là giữ được cái dáng mình lâu dài hơn. Em sau khi liệu trình điều trị đã tốt rồi thì mình tiếp tục tập luyện và không nên bỏ cái chế độ tập luyện. Ăn uống điều độ thì cứ duy trì rất là lâu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy vấn đề mỡ thừa của bạn Cẩm Viên đã được bác sĩ tiến sĩ Phan Thu Dung giải thích rất rõ ràng, và cũng chính bác sĩ đã điều trị cho Cẩm Viên. Nhưng đối với da thì liệu trình và hướng giải quyết như thế nào? Dạ, chào bác sĩ. Chào Viên. Dạ, hiện tại thì tình trạng mụn của em đã khá hơn trước rất nhiều, kết quả rất là khả quan, đỡ hơn trước rất nhiều, nhưng mà em thấy nó vẫn còn một số cái sẹo thâm ở những cái vùng hai bên này đó bác sĩ. Đây, em đang lo lắng ở phần nào em chỉ giúp cho chị nha. Dạ, phần này ạ. Với lại bên này ạ. À, cái này thì cũng không đáng kể, nó chỉ là một hai cái mụn thâm thôi. À, nó còn sót lại ha. Thì tuy nhiên thì tình trạng hiện tại của em á, là chị thấy là da cũng đã cải thiện hơn nhiều rồi. Đây là hình ảnh nè của mình nè. Cách đây 6 tháng ha, chị gặp em còn nhớ không? Ừ, thì bây giờ mình sẽ so sánh cái hình ảnh này với lại cái hình ảnh thực tế của mình, đúng không? Cách đây 6 tháng thì sau khi mà kiểm tra thăm khám cho em thì chị đã nói với em ngay từ đầu rồi là tình trạng của mụn của mình, nếu như mà theo trong cái phân độ mụn thì nó sẽ rơi vào cái mức độ là mụn rất là nặng. À, bởi vì sao? Vì trên da của em nó có tất cả những cái thương tổn của mụn ở trên đó. Nào là những cái vi nhân mụn nè, ha, những cái mụn đầu đen nè, những cái mụn đầu trắng ở bên dưới nè, những cái sẩn, những cái mụn mủ, mụn viêm, và kể cả những cái mụn bọc, mụn nang rất là nhiều ha. Và thêm đó nữa là hậu quả của những cái mụn mà trước đó của mình để lại, là những cái vết thâm nè, của mụn nè. Và nếu như mà mình cố gắng mình nhìn kỹ hơn nữa thì đó là những cái sẹo, những cái sẹo lõm do mụn để lại. Để điều trị thành công vấn đề về mụn của bạn thì chúng ta cần phải kết hợp rất là nhiều phương pháp. Đó là sự kết hợp giữa những cái công nghệ cao và những cái bộ sản phẩm chăm sóc da mụn chuyên nghiệp. Kết hợp thêm việc chăm sóc da đúng cách tại nhà. Ngoài ra chúng ta còn phải kết hợp cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong bạn sẽ được uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Bên ngoài sẽ sử dụng những cái thuốc thoa mụn, những cái sản phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da. Ngoài ra bạn cần phải kết hợp thêm nữa giữa việc chế độ ăn uống và chế độ sinh hoạt một cách hợp lý. Trong công việc hiện tại tôi đã rất tự tin hơn rất là nhiều. Đối với khách hàng mình tự tin giao tiếp hơn. Với cái vẻ ngoài và làn da như vậy thì khách hàng người ta sẽ tin tưởng và đặt niềm tin đến mình nhiều hơn. Thì sau 6 tháng vừa rồi, hai chị em mình cùng với nhau kết hợp tất cả những cái phương pháp điều trị. Thì hiện tại thì chị thấy là tình trạng da của em là tốt. Da của em nhìn rất là tươi tắn, rất là trắng sáng và mịn màng. Nói về kết quả mụn thì nó gần như đã đạt được, gần như là sạch mụn rồi. Còn cái thâm của mụn thì nó đã cải thiện được cũng gần như là 80-90%. Bây giờ chỉ còn lại là một vài cái vết thâm nhỏ nhỏ như là em nói thôi, đúng không? Còn về vấn đề sẹo của mụn á, thì vì mình mới chỉ có điều trị 2 lần thôi, điều trị sẹo thôi, cho nên là cái kết quả em thấy là nó chỉ mới đang được ở cái mức khoảng 30%. Nhưng mà hai chị em mình đã thống nhất với nhau rồi, mình còn đang tiếp tục cái liệu trình điều trị sẹo, cho nên là mình không có gì phải vội vàng cả ha. Điều trị mụn không dễ đâu, mình cần phải có thời gian, cần phải kiên trì, đó là điều bắt buộc nha. Và sau những cái phương pháp điều trị như vậy thì em muốn hỏi bác sĩ những cái cách chăm sóc da tại nhà như thế nào để không có bị tái phát lại tình trạng mụn. Để cái vấn đề về mụn nó không có quay trở lại với mình thì em cần phải có cái chế độ chăm sóc thật là đúng cách tại nhà của mình. Thì chế độ chăm sóc đó là gì ha? Mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt, nhưng mà phải là cái sữa rửa mặt không chứa lipid. Đó là cái sữa rửa mặt phù hợp cho da mụn của mình. Và một ngày mình chỉ được rửa tối đa là 2 lần thôi. Có lẽ nhiều khi các em thấy da mình là da dầu, da mụn, nó hay tiết nhiều dầu và cứ mỗi lần tiết dầu thì mình rửa. Tuy nhiên đó là cái phương pháp không đúng, vì mình càng rửa nhiều thì nó sẽ càng tiết dầu nhiều hơn.
Ngoài ra thì sau khi rửa mặt xong thì em sẽ sử dụng nước hoa hồng. Thì cái nước hoa hồng này nó sẽ giúp cho em làm sạch sâu hơn, loại bỏ, lấy đi được những cái lớp dầu thừa ở trên da của mình. Và nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của mình được se khít lại. Ngoài ra nữa thì cái vấn đề về tẩy da chết nó cũng rất là phù hợp cho những người mà bị trường hợp da mụn, da sừng dày như em. Tuy nhiên thì một tuần mình chỉ có thể tẩy da chết 1 đến 2 lần thôi, không nên lạm dụng nó quá nhiều. Ngoài cái vấn đề về những cái mỹ phẩm mà chăm sóc tại nhà đó thì một điều nữa em cũng cần lưu ý, đó là cái chế độ ăn của mình. Thì cái chế độ ăn của mình không nên quá nhiều đồ ngọt, quá nhiều các chất béo, và đặc biệt đó là cái carbon hydrate ha. Thêm vào đó nữa là mình phải uống nước thật là nhiều, ăn trái cây nhiều, phải có chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục nè, không có được thức khuya nè. Và đặc biệt là chị biết cái công việc của em là công việc cần phải trang điểm nhiều, tuy nhiên da mình là da mụn, mình phải hạn chế cái vấn đề này đi và chỉ trang điểm trong cái trường hợp thật sự cần thiết mà thôi. Em cảm ơn bác sĩ. Với thân hình và làn da hiện tại như bây giờ, tôi tin rằng trong tương lai tôi sẽ có nhiều niềm vui và có những trải nghiệm mới hơn về cuộc sống. Còn những bạn có tự ti về ngoại hình hay làn da của mình xấu hoặc không đẹp, bạn hãy mạnh dạn đến tham gia chương trình để gặp các bác sĩ và các chuyên gia. Chúng ta sẽ tư vấn cho mình những liệu trình, phương pháp để được đẹp theo ý muốn của các bạn. Và bây giờ bạn Cẩm Viên cũng đã vui vẻ hơn và tự tin hơn với vẻ đẹp của mình. Và nếu như quý vị có nhu cầu và hoàn cảnh cần được hỗ trợ thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để được tư vấn. Quý vị có thể xem lại chương trình Giải Mã Sắc Đẹp trên kênh VTV9 vào lúc 7 giờ sáng hàng tuần. Hoặc là quý vị cũng có thể xem lại qua địa chỉ website vtv.vn / chương trình Giải Mã Sắc Đẹp. Hi, my name is Dylan and I am Australian.